Hello các bạn. Ngày hôm nay mình chỉ cho các bạn là mới mua cái máy Tefa. Mình mới mua cái máy Tefa 360 độ này nè. Đó, mình rất thích cái máy này. Thì nó quay được phía xa, phía trước, phía trên trời, dưới chân. Đó, thì rồi có những cái chức năng thì các bạn có thể là bỏ vào trong cái như là upload by the phone á, thì các bạn có những cái chức năng chẳng hạn như là mini earth, như là trái đất nhỏ, rồi các bạn có đi vòng vòng trên máy trái đất nhỏ, hay là chạy xe, như là tất cả đều nhỏ hết, chỉ có mình là nó to thôi. Đó, thì đó từ từ mình sẽ tìm hiểu ra, mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Và đây là cái chức năng đầu tiên hết, là đây nó có 3 nút, thì các bạn thấy không, có 3 cái nút, như là nút trên á, nút power là cái bật lên và tắt, và cái nút ở giữa là cái nút để kết nối với wifi đó, và cái nút cuối cùng này nè, nút thứ 3 là để mình chụp hình hay là mình quay phim. Cái nút thứ 3 này nó đổi qua đổi lại. Ở trên máy này mình có thể kết nối để mình live cũng được nữa, nghĩa là live stream đó các bạn. Đó, rất là mỏng. Đó, nghĩa là nó vừa cái tay của mình nè, tay mình vậy nè, mà nó nhỏ xíu à, thì cái này nó tiện lợi. Đó, đây là cái nút này là nút bấm lên nè. Đó, ví dụ như bây giờ mình bấm lên cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình bấm cái nút thứ 3 trước. Đó, thì nó sẽ lên đèn. Đó, thì đó, nó lên đó. Đó, đó. Các bạn thấy không, là cái wifi nó muốn kết nạp với wifi, với cái phone của các bạn. Đó, rồi dưới đây là mình đang chế độ, nghĩa là quay phim. Đó, thì nó lên các bạn là như vậy. Ví dụ mình muốn bấm để cho nó quay phim chẳng hạn, thì các bạn bấm ở đây. Đó, bấm ở nút này thì nó sẽ quay phim cho các bạn. Cái này 360 độ, nghĩa là rồi mình khi mình download trong cái máy vi tính, thì mình sẽ lấy cái app của bên Facebook xuống, và mình có một cái download cái app của cái máy này, máy Tefa 360 độ này. Cái này là một loại máy SC. Đó, thì nó sẽ phối lên cho các bạn để mình download cái app từ đây, mình convert qua cái hình 3 chiều, 360 độ đó. Rồi mình sẽ lấy cái app của bên YouTube á, đó, download xuống cái máy vi tính của mình, rồi mình với convert vô trong YouTube. Đó, thì nó sẽ post lên. Thì ở YouTube khi mình post lên thì phía góc của bên trái á, nó có một cái vòng tròn, nó có 4 cái dấu mũi tên, thì các bạn có thể click vào trong đó để coi tất cả xung quanh hết, cả trên cả dưới cả vòng quanh luôn. Đó, cảm ơn các bạn. Đây là nó như vậy đây. Đó, bây giờ cái mình có thể gắn vào trong cái này, rồi nó cho mình cái này để mình giữ cho nó phải trầy kiến đó các bạn. Đó, rồi mình có thể là bỏ trong, các bạn biết không, là mình cái này là cái hộp kiến của mình, thì mình có thể bỏ vào đây để mình giữ. Đó, đó, mình bỏ trong cái hộp kiến của mình để mình giữ cho nó bảo quản, cho nó phải lũi cái lết rớt cái mình đi đường mà rớt đó, thì mình nó tiện lợi đó các bạn. Tiện lợi không? À, không, mình đi đâu ra mình bỏ trong cái bàn, người ta tưởng là trong bao chiếu không, người ta cũng không có nghĩ rằng hôm nay các bạn có không. Xin thân chào các bạn, cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.